Thưa quý vị, ngày 4 tháng 11 năm 2013, Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 đã ban hành nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Trong 10 năm qua, thực hiện nghị quyết 29, ngành giáo dục thành phố Đà Nẵng đã có nhiều thay đổi khởi sắc với sự đổi mới đồng bộ, chuyển biến tích cực về chất lượng. Tính đến tháng 12 năm 2022, toàn thành phố có 208 trường mầm non, 109 trường có cấp tiểu học, 67 trường có cấp trung học cơ sở và 34 trường có cấp trung học phổ thông. Thành phố quan tâm bố trí các nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục đào tạo nhằm phục vụ kịp thời cho việc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo. Trong đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành quyết định về việc phê duyệt đề án xây dựng nâng cấp mở rộng trường học giai đoạn 2021-2025, nhiều công trình trường học tại tất cả các quận huyện được xây mới khang trang hiện đại. Về cơ sở vật chất thì hiện tại là nhà trường đã có đủ 19 phòng học lý thuyết và 9 phòng học bộ môn. Tất cả đều được Ủy ban Nhân dân huyện đầu tư trong hai gói nông thôn mới. Và tất cả các phòng học thì cũng đã được cải tạo lại rất là khang trang. Ngành giáo dục và đào tạo cũng đã tập trung đổi mới thực hiện chương trình, đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đổi mới hình thức và phương pháp thi kiểm tra và đánh giá kết quả, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và dạy học, đổi mới thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện đồng thời chương trình giáo dục phổ thông 2018 và chương trình giáo dục phổ thông 2006. Chương trình 2018 thì đến nay là năm thứ 3. Thì thấy là qua hai cái năm lớp 1 và lớp 2 thì học sinh nó có rất nhiều chuyển biến rất là tích cực. Tức là học sinh nó được hình thành nhiều cái năng lực, những phẩm chất và các em tự tin trong học tập. Cái chương trình 2018 này là giúp cho người học là tự chiếm lĩnh lấy kiến thức. Xác định giáo dục đào tạo là cuốn sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển, được ưu tiên đi trước một bước trong các chương trình phát triển kinh tế xã hội. Công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được triển khai đồng bộ. Chất lượng giáo dục hai mặt đại trà và mũi nhọn tiếp tục được nâng lên. Lãnh đạo thành phố đã có những chỉ đạo sâu sát và các biện pháp để từng bước đổi mới đảm bảo chất lượng giáo dục. Chương trình đổi mới sách giáo khoa, rồi đổi mới cái chương trình đào tạo phổ thông ấy, thì chúng ta đã cơ bản phù hợp được với yêu cầu về đổi mới căn bản toàn diện về giáo dục đào tạo theo yêu cầu của Trung ương. Khi chúng ta phải triển khai thực hiện một cái vấn đề rất là mới, như công chí biết, nó đặt ra rất nhiều các cái khó khăn thách thức, nhưng mà Ủy ban thành phố, Ủy ban các quận huyện, đặc biệt là ngành giáo dục của thành phố đã có rất nhiều các cái nỗ lực cố gắng để chúng ta chủ động khắc phục và tổ chức thực hiện có hiệu quả về nội dung đổi mới. Có thể thấy, việc triển khai nghị quyết số 29 trong 10 năm qua đã bước đầu mang lại cho ngành giáo dục thành phố nhiều bước chuyển tích cực. Sự phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang đặt ra cho ngành giáo dục và đào tạo nhiều thách thức, đòi hỏi những đổi mới thiết thực, hiệu quả hơn nữa. Để thực hiện hiệu quả, nhiệm vụ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng nói riêng và của đất nước nói chung.